Xin chào các bạn, mình là Hiền. Xin chào các bạn, mình là Hằng. Chào mừng các bạn đến với kênh BTH Sister. Hôm nay chị mình sẽ ăn món rau câu. Đây là rau câu cốt dừa bánh lăng. Có nhân bánh lăng ở trong. Còn đây là rau câu cốt dừa cà phê. Đây là cái món mà nhà mình thường làm để đãi Tết đó các bạn. Tết ăn món này là mát rượi. Mời các bạn cùng ăn với chị em mình nha. Cái rau câu bánh lăng này mình chưa cắt, bây giờ mới cắt ra ở trong xem cái ruột nó. Mình cắt này các bạn. Ở giữa là cái lớp trong đó là nước nước dừa các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây các bạn ơi. Mình cắt xong rồi các bạn. Đây. Mình là mình thích ăn cái rau câu mà có bánh lăng nhất. Nhưng mà bánh lăng này nè, lúc mà làm mà mình quên chọc lỗ, nó hơi không dính. Cho mình để cái lớp kia nó nguội quá. Các bạn nhớ là khi đổ là đừng có để nó nguội quá các bạn. Nó hơi ấm ấm, nó hai lớp đều ấm ấm á. Trời ơi, bánh lăng ngon. Không quá fan bánh lăng mà. Cốt dừa béo. Cái lớp trong á là nó mát. Mát. Tết nhà mình đã tới món này á. Hồi mấy thanh niên mà đi nha. Lúc Tết mà đường về á. Qua nhà mình á. Nóng. Ừ. Toàn ăn này mà. Tết các bạn cứ làm món này. Xong rồi các bạn để nguyên trong khu luôn. Bằng màng bọc thực phẩm lại. Khi nào mà khách á, các bạn hẳn cắt ra. Nó sẽ không bị khô. À gọi nữa. Ừ. Nào có khách là mang lên. Đúng rồi. Đúng rồi, ăn bằng tâm nữa. Ừ. Cà phê rửa. Chứ bánh kẹo mà ăn nhiều cũng ngán đó các bạn. Mấy món như vậy ăn rất là mát. Mình để thì mình thích là béo có dừa. Ừ. Hiền á. Hiền thích là thanh mát á. Nên là thích cái cà phê này nè. Thích về cà phê với lại cái chọn nước dừa. Hồi xưa mẹ mình á, làm đông xương. Làm một lần làm cái chén cơm á. Hai lớp, lớp đen lớp trắng. Không có là đến hôm một lớp trắng dễ ăn. Trắng nhão lắm. Nhão mà có bột bột nữa. Mà sao không hiểu sao, không hiểu sao mà làm dở dữ vậy. Mà hả, một lần ăn làm bút lấy cái cục đó ra khỏi cái chén là bự, cái chén gần đầy chén luôn đó. Phát cho mỗi đứa cục ngồi ăn cầm cầm lắm. Ăn mãi không hết. Vừa ngọt này nha, vừa nhão này nha. Cái rau câu này là bọn mình công thức của mình đã luôn nghiên cứu là kỹ. Cái độ cứng của nó vừa phải các bạn, không bị nhão quá mà cũng không bị cứng quá. Quan trọng là ngọt vừa phải. Ừ. Mẹ mình á làm ngọt lắm, làm không cân đo không đếm gì sao. Ừ, nhưng mà không có tỷ lệ rõ ràng đâu. Mẹ mình ăn ngọt cái gì cũng vậy, là làm ngọt bánh kẹo đồ chè cũng nấu ngọt nữa. Ừ, chè đậu xanh mà cũng nấu ngọt nữa, ngọt mà đặc đường luôn á. Ừ, vậy mà thanh niên đó còn chưa bị tiểu đường. Chưa bị. Nhưng mà tính ra sau này là bọn mình làm á cho ăn á. Ừ, cũng thích nghi rồi. Bữa nay bớt ngọt rồi. Ừ, bớt ngọt cũng sợ tiểu đường. Ừ, bữa nay cũng ăn nhạt nhạt giống bọn mình á. Cái này nó có lớp cà phê này, hơi đắng đắng. Mình thích bên đây lắm, nó giòn. Chắc bọn mình cũng bán mấy cái này. Ừ, đúng rồi. Tại vì có nhiều người bận đi làm đến 29 Tết mới nghỉ. Mà còn dễ ăn nữa. Nè, chắc ngoài Bắc không ăn những này đâu. Có. Ý là không ăn mùa Tết á. Có. Lạnh quá ăn gì nổi.
lạnh quá không thích ăn món này. Hình như ở ngoài miền Bắc á là mọi người chuộng rau câu dẻo hay là rau câu giòn. Ừ. Mình nghe nói vậy không biết đúng không? Nói chung là trời lạnh á thì chắc cũng không muốn ăn mấy món lạnh lạnh. Cái trong chỗ mình Tết nóng. Ừ. Tết hay lắm. Buổi sáng thì hơi xe lạnh. Buổi trưa thì nóng, trưa với chiều nóng kinh khủng, buổi tối thì lạnh. Chiều chiều lốm nhang nhiều. Nên là mua đồ Tết mình chẳng biết mua đồ kiểu gì hả? Sáng ra đường thì lạnh, cũng không muốn mặc váy, mà đến trưa thì nó nóng. Chị lên mua đồ Tết thì mua một ngày mặc 3 bộ. Một ngày mặc 3 bộ Tết. Cái lớp này nè, nó vừa đắng, vừa ngọt, hơi đắng thôi các bạn, rồi nó còn giòn. Đấy, các bạn dùng cà phê này, các bạn dùng cà phê phố á. Cà phê phố thì nó mùi nó thơm. Mùa đông này tính ra mình bị bệnh nhiều hả? Cái ho biết rồi các bạn. Cái này như ăn bánh sinh nhật đó, cắt mỗi người miếng. Hơi ít bánh lăng. Mà công nhận nha, rau câu nó kết hợp với bánh lăng đó anh hả? Hoàn hảo ghê. Béo. Béo mịn. Ngon. Thì bình thường là ngày xưa mình hay ăn bánh lăng với lại rau câu đó hả? Đổ riêng ra với nhau á. À đem tiệm hả? Ừ. Ăn với cà phê hả? Ừ. Nếu mà hàng đổ một lớp là cà phê là hoàn hảo. Không. Hàng đổ một cà phê. Mình chan cà phê vô. Có chan cà phê ngoài kia kìa. Nếu mà chan cà phê vô thì chai đá. Ừ. Thì cũng ăn giống cái điểm. Đúng không? Đúng. Này này các bạn mà để ổ tròn á, đổ vào ổ tròn giống như cái ổ này hồi nãy mình cắp đá. Sau đó các bạn cắm mấy cái trang trí sinh nhật đổ lên á. Là thành bánh sinh nhật rồi. Còn cách nhân nữa. Tự làm. Ừ. Không phải kem mà đỡ. Ừ. Ai mà không thích ăn kem á, ai cũng tự làm được luôn ha. Ừ. Làm bánh sinh nhật kiểu đó ai cũng tự làm được. Đúng rồi. Mà cũng độc đáo. Cắm một hàng mấy quả dâu ở trên. Cắm cái cây chữ happy birthday em xong. Thành một cái bánh sinh nhật rồi. Lại còn ý nghĩa, tự tay làm. Ăn ngọt nhiều quá. Một lần. Giờ muốn ăn mặn. Giờ mình có món gì mà ăn mặn? Giờ có menu. Nhà mình giờ còn nhiều món lắm. Kho quẹt. Nôm chả kho quẹt. Xôi chiên. Xôi chiên, gà bỏ xôi. Làm chả ăn vào tủ đá. No quá. No ngọt chứ không phải là no thịt. Ừ. Cái này bọn mình chỉ ăn review cho các bạn thôi. Tại vì món ngọt thì bọn mình không ăn nhiều được đó các bạn. Nên là giới thiệu các món ăn Tết của nhà mình. Cái món đây là một trong những món đãi Tết của nhà bọn mình. À, hy vọng là các bạn thấy clip hay á, thì các bạn có thể làm cho gia đình ăn thử. Rồi cho mình biết cảm nhận của các bạn nha. Bọn mình xin phép dừng clip tại đây. Các bạn thấy clip của mình hay thì cho bọn mình một like, một share, một đăng ký để ủng hộ mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.